Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại nhá. Ok, trời ơi. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại. Chắc là anh em đang rất là gọi là bàng hoàng và hoảng hốt là tại sao mà tôi... Ơ, từ từ. Tôi chưa tắt quy kỳ à? À, tôi tắt rồi chứ. Ok. Anh em cho là bàng hoàng và hoảng hốt đúng không? Vì sao tôi đang ở trên đây mà trong cái tập trước tôi đang ở dưới địa ngục đúng không? Đúng rồi anh em ạ, bởi vì là hôm qua đó, tôi đã vào à không không nhầm tôi đã trở lại trên mặt đất đi anh em ạ. Trở lại trên mặt đất để tôi làm một vài chuyện đây, để tôi đi cho anh em xem một cái công trình tôi mới xây. Công trình tôi mới xây. Một cái máy farm anh em ạ. Đây, một cái máy farm được giấu sau nhà. Đó. Đây là máy farm cá anh em ạ. Đó. Đây. Cái máy farm cá này là nó có thể giúp mình câu cá đấy anh em, là mình dùng cần câu thì mình farm cái đống này rồi là mình farm được nhiều đồ lắm. Nhưng mà hình như là bọn làm game nó fix rồi. Thế nên là bây giờ tôi farm toàn ra cá rồi hả? Chứ bình thường là mình farm ra nhiều cái lắm, nào thì cái cần câu này, cái cung tên này, rồi thì cần câu khảm, cung tên khảm, rồi thì sách khảm nó nhiều lắm, nhưng mà không nhưng mà bây giờ chúng có fix rồi. Farm có mỗi tí rồi, fail. Đó, thế nên là cái máy farm của tôi fail rồi các bạn à. Nhưng mà được cái là tôi cũng farm được lên một một chút level đấy á. À, nên là anh em nhìn thấy tôi cũng đang level 28 rồi. Rùa nhỉ? À, đùn rùa, cho rùa về với biển. Chắc là rùa nhìn thấy cái nón rùa này của tôi chắc rùa run lắm. Nón của rùa thân cơ mà. Cẩn thận rùa nhá, cẩn thận rùa nhá. À, ok. À, thì bây giờ chúng ta ấy sẽ tiếp tục quay trở lại địa ngục để tiếp tục đi tìm cái Netherite thôi đúng không? Qua tôi đã nói với anh em rồi thì chả lẽ lại thất hứa đúng không? Không được, không được. Đây, may quá mình về thì mình cũng lấy thêm một đống lông cừu anh em ạ, một đống luôn, ngon quá. Đấy, quá đông rồi anh em ạ, cừu củng quá đông rồi, quá nhiều. Nè. Chắc chắn là mình sẽ đi tìm được đủ Netherite cho cả cái bộ giáp của mình anh em ạ, cho tất cả các cái giáp của mình luôn, kể cả dụng cụ kiếm cùng các thứ luôn. Ok anh em ạ, cho tôi nhảy tí nhá. Một, từ từ từ, một, hai, ba. Ok anh em ơi, ok anh em ơi, đi rồi, tối rồi à, thôi tôi ngủ lại nhà bằng cái chỗ ấm cúng. Còn nhiều gỗ không? Còn nhiều. Ok, khá nhiều lông anh em nhìn thấy nhiều lông. Thôi đi ngủ lắm quá cho đi luôn anh em đúng không? Không cần ngủ. Đấng Nam Nhi là chỉ cần ngủ 6 tiếng ở ngoài đời anh em nhá. Khoa học đã chứng minh rồi. Và nếu mà Đấng Nam Nhi trong game là không cần ngủ luôn. Đây bây giờ xuống này, xuống một cách rất pro này. Ơi, đó. Đây đây đây. Hồi trước là tôi đã xây cái đường để tôi đi lên đây anh em ạ. Đây. Đâu rồi cái đường tôi đi lên đâu rồi? Này, em chào anh. Chào, ôi. Ôi mày quá anh em ạ. Trong đầu tôi nó vừa mới lé lên một cái suy nghĩ là hay tôi đánh yêu anh cái để chào anh ấy. May quá mà tôi chưa có làm anh em ạ. Ôi mày thế anh em ạ. Tôi mà đánh thử một phát là toang luôn đấy. Ôi. Mày 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 mày. mày. Ok. Đây à, tôi nhớ là chắc là mình đi phía này này. À. Đấy, trước là mình đang cho nổ dở ở bên này này đó. Trước là sau khi tôi ập trước là sau khi tôi ập là tôi cũng đã cho nổ thêm tầm 5 cái giường anh em ạ. Và anh em nhận và anh em biết gì không? Chả có cái quái nào luôn. Cho nổ 5 cái giường mà cũng thấy chả nó có cái gì nó hiện ra luôn anh em ạ. Thật là khó khăn anh em ạ. Ok, để cho nổ cái mở đầu cái nào. Grab giường đấy. Cũng may là trong địa ngục này là nó cũng tiện lắm, bởi vì là mình có thể dùng gỗ của địa ngục để mình làm một giường. Có được không? À được anh, ngon quá. Đấy, ba cái trước anh em ạ. À, ba cái trước. Rồi. Ok. Ok. Phát mở đầu có không? Chả có quay. Chả có quay. Đúng không? Không biết là trong các cục lăng cháy này nó có khả năng nào nó có
chưa thấy các bạn, vẫn chưa thấy một cái gì hết. Không có à? Vẻ không có anh ạ, vẻ có vẻ không có rồi. Đào grab table đã anh ạ, chứ không chốc quên đấy. Đó. Kê ngắm mày. Tiếp này anh em này. Cái gì kia? Wow, what the? Wow 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 wow. Wow 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 wow. Wow wow wow. Phát mở đầu là có luôn anh em ạ, phát mở màn có luôn, thích nhờ. Nhưng mà nó ở cao nhở. Ủa trên này mà mình mà nãy mình đi không để ý là toang nhở. Nãy tôi nhìn vừa nãy tôi nhìn trên này tôi cứ tưởng là vàng chứ. Tôi nhìn kỹ tôi mới nhận ra là đó là vàng khủng. Cái này chính xác là vàng nhưng mà cái này là vàng trong tim anh em ạ. Vàng này vàng quá khủng. Ui dồi, được hai cục luôn à, ngon quá nhở. Được ba cục đi, được ba cục đi, được ba cục đi, thêm một cục kia hồi trước nữa là đủ. Hết rồi à? Hết rồi anh ạ. Được có hai cục rồi. Đào xung quanh xem có không. Mình dùng quốc của mình đào thì cũng khá là tốt đây anh em. Nhưng mà bị một cái là anh em biết tại sao mà tôi không dùng quốc đào không? Bởi vì nó hỏng quốc rất là nhanh. Anh phải nhìn thấy quốc của tôi này. Đó. Tốn rất là nhiều đấy. Dù là nó có cái unbreaking 3 nhá. Đó. Thế nhưng mà đào nó cũng tốn cực kỳ nhiều luôn. Đó. Phát mở màn quá ngon anh em ạ. Để xem thử phát thứ hai có không nào. Boom. Có không? Ôi đau thế. Có anh em ạ, có anh em ạ. Nhưng mà đây là có lava. Có lava rồi. Đấy, chặn lava một cái nghệ thuật cực kỳ nghệ anh em ạ. Rồi cặn đi đâu, nhanh nhanh à. Có vàng. Có vàng chứ không có cái đấy nhở. Tôi chỉ muốn cứ với mỗi cái giường tôi cho nổ là tôi đều tìm được 3-4 cái Ancient Debris. Không có anh em ạ, không có. Không có à. Không có ai cho nổ tiếp. Cái giường đây rồi, được hai cục rồi, mình thêm được một cục nữa thì mình đủ để làm được một cái giáp nó biến thành ấy rồi đấy. Tôi nghĩ là tôi sẽ làm cái quần chứ anh em ạ. Tôi sẽ làm cái quần của tôi thành quần quần mà được khảm mảnh vỡ của đại. Bởi vì là cái áo giáp của tôi ấy thì tôi nghĩ sau này chúng ta sẽ thay nó bằng cái đôi cánh à. Đôi cánh Elytra ở trong En đó. Thì mình làm bằng cái áo thì tôi nghĩ là nó không ổn lắm. Làm cái quần trước anh em nhỉ. Ăn tí nào chứ không chốc nó nổ rồi mình đi bụi luôn đấy. Tôi vẫn nhớ cái pha mà tôi chơi trong ôi, pha đến bây giờ tôi mới nhận ra đó là tôi chơi trong chế độ bình thường anh em nhá. Chứ mà đây là tôi chơi chế độ khó đấy. Chế độ khó này mà chắc là full giáp kim cương rồi thì full khảm rồi thì mình đứng cạnh giường chắc là nó vẫn nổ mình chết đây các bạn. Đây chế độ khó mà. Để tôi grab nhiều cái giường cùng một lúc không nào. Sáu cái đi. Hồi trước là tôi có học được một cái mẹo là họ dạy ở trên mạng ấy, đó là nếu mà muốn đổi đồ nhanh ấy thì mình để vào đây này xong mình ấn số 3. Đổi nhanh nhở. Bây giờ tôi biết vì sao mà mấy cao thủ thì họ đổi đồ nhanh rồi. Hóa ra là như vậy. Thì anh em đây này thì các cái này để sẽ theo số tự số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, 6, 7 đấy. Thì nếu mà anh em muốn đổi cái này nó vào cái rìu ấy thì anh em để thì anh em đưa chuột vào cái này rồi anh em ấn số 2. Đó. Đổi, nếu mà anh em muốn đổi cái này nó vào cái sạc cái này thì anh em ấn số 5. Đó. Nhanh đúng không? Khá là xịn. Cái đó là những cái tip của những pro anh em nhá. Boom. Đó. Không có à? Nhưng mà yên tâm, nhà tôi là có nhiều cái cục Ancient Debris lắm. Nhầm, nhà tôi là có nhiều lông cừu lắm. Không phải lo.
Địa ngục mà nhìn cái đống địa ngục mà nhìn cái chuồng cừu nhà tôi chắc là run luôn anh em ạ. Chắc là khóc thành tiếng luôn anh em ạ. Địa ngục nhảy, địa ngục nhảy, địa ngục nhảy. Bùm. Rồi ôi. Xử địa ngục luôn anh em ạ. Có không? Có không? Không có nhìn thấy cái gì cả. Không biết là nó có trên đầu mình không anh ạ. Khả năng là nó lại trốn trốn, nó giống như hồi trước cái hài lắm. Thật sự là tôi không còn nghi ngờ gì nữa anh em ạ. Có vẻ là tỷ lệ mà tìm được cái Ancient Debris ở trong hardcore là nó thấp đi khá là nhiều so với ở trong chế độ bình thường ấy. Ô đá à? Đá anh ạ. Tôi đào được đá. Thì đây này thì là cái đá, thì cái đá địa ngục, thì cái đá màu đen đen này này. Thì anh em không thể dùng cái ấy để anh em tìm nhé. Anh em không thể dùng giường để anh em nổi được cái đá màu đen đen đâu. Cái đá màu đen này thì nó sẽ chặn cái vụ nổ của giường lại đấy. Nên là anh em không nên để giường nổ ở gần cái đá màu đen. Sao mà nó có nhiều ấy ta? Nhiều ấy nhỉ? Khá là nhiều cái đá màu đen. Mà vừa nãy thì nó có một cái cục Ancient ở xung quanh cái đá này, thì tôi không biết là đào ở đây thì có không ta? Chắc không đâu nhỉ. Không thấy anh ạ, thấy vàng thôi, thấy vàng thôi. Ok, đào tiếp thôi, đào thẳng tiếp thôi. Ok. Giường đâu rồi? Rồi 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 rồi. Đau nhỉ. Ô, nổ phát xuống dưới đá nền luôn đấy các bạn. Có vẻ mình càng ngày mình càng bị đi xuống cái đáy. Ok, bây giờ thì tôi sẽ xây lên một tí để chúng ta không còn gặp đá nền nữa. Đây, cái cho đá nền này là tầng tầm 3 đi. Cứ cho nó tầm tầm tầng 3 đi anh em ạ. Chúng ta sẽ đào lên nào. Tầng 3 này. Đây cho mình đứng ở tầng 5 đi. Tầng 5 này, tầng 6 này. 7. Tám, chín, mười, mười một. Wow. Đây, tôi đoán chắc là tầm này là được có đấy nhỉ. Chắc là tầm này là được có đấy các bạn. Ok. Nổ thôi nào, nổ thôi nào. Boom. Rồi, có lava chứ cha. Tôi không nhìn thấy nó có một cục nào anh ạ. Tôi không nhìn thấy nó có một cục nào xung quanh đây. Thì nãy tôi đã tranh thủ tôi nhìn tí rồi. Tôi không có nhìn thấy. Ok, tôi không nhìn thấy thì đi đường khác anh em nhỉ. Mình có đúng đường để mình đi mà. Nào. Giường, giường thấp quá. Giường thấp vậy thì nó nổ đau mình lắm. Có không? Không nhìn thấy. Cho nổ thẳng mặt luôn đấy, nó nổ vậy thì nó bay thẳng vào mặt tôi đấy. Úi dồi. Không có anh em ạ. Ok anh em ạ, để tôi anh em đợi tôi vài phút nhé. Để tôi cho nổ cái đống này. Tôi sẽ tìm được cái nào, tìm được quay lại với anh em nhá. Đó. Chứ mà bây giờ thì cũng chả biết lúc nào mới tìm được đúng không? Bây giờ thì cái tên này thì chả lẽ là anh em cứ xem một thằng ất ơi nó cứ đi nó chạy tung rồi nó cho nổ địa ngục đúng không? À, tập trước là anh em cũng đã xem mà đúng không? Nè, tôi nghĩ tập này mà anh em xem tiếp chắc em đã chán. Ok, các em đợi tí nhá để tôi nào xong tôi quay lại với các em nhá. Khi nào tôi tìm được vậy tôi quay lại với các em. À, ok anh em.
Anh em ơi, anh em ơi, anh em có nhìn thấy pha vừa nãy không? Anh em có nhìn thấy pha vừa nãy không? Suýt thì nữa là tôi bị đi bụi rồi đấy các em ạ. Và đây may mắn sao là tôi đã tìm thấy cục Ancient Debris nữa này. Wait 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 wait, wow. Hỏng giáp của tôi quá. Nhưng mà không sao anh em ạ. Ôi. Tôi tìm thêm một cục rồi, theo tôi có ba cục rồi, thêm một cục mà tôi để ở nhà nữa ấy. Thì tôi có đủ rồi đấy. Tôi có đủ để tôi làm được một cái giáp trở thành ấy rồi. Tôi cố gắng thì tôi làm đủ hết tất cả các cái giáp của tôi đều thành ấy luôn. Ôi, 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 có lava tiếp kìa. Lùi, 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 lùi. Có vẻ ở đây là cái hướng của lava ấy, ghê thật, mình cho nổ cái được một đống lava vào trên chảy xuống chứ. Ghê thật anh em ạ. Đây đây, là đào cái bên này đi. Ủa, cái lava ở đâu chảy xuống cái này. Ghê quá anh em ạ. Sợ quá. Run quá. Vừa run vừa sợ nhưng mà vừa vui cơ mà. Sao mà nhiều lava thế? Sao nhiều lava thế anh em ơi? Cái hướng này có vẻ là hướng của biển dung nham hay sao anh em ạ? Nên là cho nổ hướng nào thì cũng toàn lava thôi. Tôi đi hướng khác, để tôi đi hướng này đi. Thích quá. Ok. Nếu mà trong cái đống lava vừa nãy mà lại có một cục Ancient Debris thì buồn lắm nhở. Rồi. Ok. Không sao anh em ạ. À. Mình có nhiều đồ lắm anh em yên tâm. Oh what the hell, what the hell? What the hell? What the hell, tôi có nhìn nhầm không anh em? What the hell? What the hell? Số tôi khá là may mắn trong tập này anh em ạ. Rồi, có 5 cục rồi anh em ơi. Đâu coi, đâu coi, đâu coi. Ê, ê. Piu. Đau thế. Có không, có không? Không thấy các bạn, không thấy, không thấy, không thấy. Chưa thấy, vẫn chưa thấy. Ê. Lava là vùng chảy ghê quá. Để chặn nó lại. À, chặn 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 chặn. À, đấy, xịt không? Ơ, chặn rồi. À. Ghê anh em ạ, đợi tôi tí nhá, tôi lại đi tiếp tục cứ tìm tiếp đi. Xem có không. Ghê quá anh ạ, tôi mong là tôi không gặp biển lửa nữa, sợ quá. Không có ở dưới này rồi, thấy ở dưới này không có gì rồi. Ok các nhá. Ui ui, ai ghê ui. Wow. Mình găng đi mà club, xếp hàng vào đi. Thôi hát thế thôi, hát đấy, bản quyền đấy, chết. À, đây các em. À hi hi, a hu hu. Thế mà trong một khoảng khắc thì tôi đã cứ nghĩ là cái giường, thứ hai là tôi đã cứ nghĩ là bọn làm game chúng có fix để cho cái giường nó nổ được cả cái Ancient Debris để mình không tìm được cái Ancient nó bằng cách này ấy. À, nhưng mà nó không nổ rồi anh em ạ, đây ạ. Đấy thì anh em nhìn đấy. Nó vẫn còn chừa lại hai cục này. Đó. À. Em đã là của anh. Của anh nhá. Cả em nữa. Ủa em ủa cái em này hai cục luôn đấy anh em ạ. 6 rồi, 6 rồi, 6 rồi, 6 rồi, 6 rồi, 6 rồi, 6 rồi. Thêm một em ở đây nữa và cộng thêm một em ở nhà nữa thì mình đủ để mình làm được cả hai cái giáp rồi đấy. Thì thật sự là tôi khuyên anh em thật là anh em nên làm giáp biến thành kim cương trước nhé. Sau đó thì anh em hãy làm đồ nghề. Bởi vì là
đồ nghề mà biến thành cái loại loại Netherite thì theo tôi nghĩ ấy, thì nó không có tăng đam đâu, hình như là chỉ được cái đó là nó không bị cháy ở trong lava đấy đó. Thì cái đồ mà được khảm cái Netherite ấy à, nó sẽ không bị cháy ở trong lava đó. Còn nếu mình mà khảm cái Netherite và kiếm rìu và cuốc các thứ ấy thì nó chỉ giúp không bị cháy trong lava ấy. Còn nếu mà khảm vào trong áo giáp ấy thì nó sẽ được tăng cả giáp cho mình ấy, tốt lắm. Đó, hết giờ rồi. Vì sao mà cái pha đi hôm nay của tôi thành công ấy ta? Ô cái gì đấy, đặt grab table chứ, vì sao lại đặt cái này ra? Rồi ok, tất cả là của tôi. Có nhiều ấy quá nhỉ, có nhiều cái đá đỏ trong địa ngục quá nhỉ. Chú, có lava chảy không? Tôi nhìn nhanh xem có không. Không có anh ạ, không có. Ok anh em nhá, anh em đợi tiếp để tôi cố gắng tôi tìm nhá. Tôi cố gắng tìm nhiều nhất có thể anh em ạ, nhiều nhất có thể. Thì tôi đang nghĩ và tôi nghĩ là tôi cần tìm bao nhiêu nhỉ? Hiện tại tôi có 8 cái rồi. Có 8 cái này. Mà từ từ mà nhạc tăng 2 đúng không? Mình cho anh em nghe luôn. Hiện tại tôi đang có 8 cái này, là tôi đã làm được 2 cái giáp này. Tôi muốn 12 cái thì tôi làm được cả 3 cái giáp này luôn, 12 cái này. 12 cái xong cộng với 4 cái nữa để làm cái kiếm là 16 cái. Cộng với 4 cái nữa tầm 20 cái à, mình cần tôi muốn tầm 24 cái anh ạ, tầm 24 cái trở lên, tôi muốn tầm đó. Khá là nhiều nhờ. Có không? Ok anh em nhá, nhạc cũng tắt rồi. Ok, đợi tôi vài phút nữa nhá. Anh em ơi, anh em ơi, tôi lại tìm thấy này, trời ơi. Haha, cầu mong là có 3 cục anh em, tôi cầu mong là có 3 cục. Có 3 cục anh ạ. Có 3 cục đi. Nhưng mà tôi thấy này, hình có 1 cục rồi rồi. Có 1 cục rồi, come on. Nhưng mà ít ra là cũng được thêm 1 cục. Ok. Rồi ôi, có không? Đu 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 đu. Đu 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 đu. Không có các bạn. Ok, tiếp theo nào. Ôi, láo thật, nó đang đánh tôi các bạn. Thôi anh em ạ, chúng ta không nên chấp vặt với những cục đá anh em ạ, kệ nó đi. Đào bên này, đó, mình đứng bên này đó. Không đứng bên kia nữa đúng không? Đấy. Chiu. Trời ơi, nó chơi tôi à? Không chấp anh em ạ. Ôi gì, đau thế. Rồi. Có không? Tô đô 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 đô. Ok, cố lên nào. Cái gì ấy, tôi nghe có tiếng con đào ấy. Vì tôi đặt cái giường này nó hơi thấp đúng không? Pum 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 pum. Đây. Ok. Không có nhỉ ha, không có. Đào xuống đá nền luôn rồi. Nó bị xuống đá nền luôn rồi anh ạ. Đây, đi bên này đi. Mình đào cao cao lên bên này đi. Đó.
Wow. Ok. Chặn lối đấy của mình là thôi chứ không đi lối nữa nhỉ. À mình đi bên này đi. À. U vàng này ngon chơi kìa. Chúc nó tôi lên tôi vứt hết rằng cho các anh lợn. Các anh ấy bán phát vàng cho các anh em ạ. Mình giàu mà đúng không? Mình giàu hơn các anh ấy thì mình phải cho các anh điều kiện chứ đúng không? Rồi lên nào. Quá tốt. Ui chui chặn. Ok. Đây, đào từ bên này qua đi. Hơi tối anh em đúng không? Đó, sáng anh em rồi đấy. Bên này đi đó. Cho tôi cho nổ ở đây. Lầm lỡ. Ok. Cái craft table mà anh em nhìn thấy đây này là cái craft table mới của tôi đấy. Bởi vì tôi lại quên cái craft table cũ. Tôi chả biết là tôi để ở chỗ nào. Hài. Bây giờ xong là phải cầm craft table đi luôn anh ạ. Phá đi luôn. Ok, đó. Ok anh em nhá, đợi tôi 5 phút nhá. Ok anh em. Ơ ghê quá. Ok. Chiu. Biển lava nữa anh em ạ. Quá căng. Vậy phải đi đường khác rồi. Thôi đi xuống cái chỗ lành. Đây đi. Ok anh em nhá. Holy shit anh em ơi. Nè. Ôi dồi ôi. May quá anh em. May mà cái đống lava nó không chảy vào hai cục tiền của tôi. Ok anh em ơi. Tốt quá. Bây giờ ấy, tôi sợ nhất là cái này anh em. Tôi sợ nhất là đó khi mà tôi đào lên ấy, thì chẳng may mấy cục lava nó bắn thì mấy cục Ancient này của tôi nó bắn vào trong cái lava anh em. Sợ nhất là cái đấy rồi. Đấy, chặn nó lại các bạn, chặn nó lại. Đấy. Đấy, cạn đi. Rồi. Chặn nữa lại các bạn, cho nó an toàn đó. Cho mấy cục này của tôi nó không có bắn đi đâu được. Chúng mày là của anh. Rồi đấy anh em ạ, được thêm một cục nữa là tôi làm được ba cái giáp thành giáp Netherite rồi đấy. Một cục nữa rồi. Cái giường này. Nhập. Tập này cắt khá nhiều anh em nhỉ. Okay. Không có đúng không? Tôi chặn cái này lại. Chặn. Khi nào mà mình hết lông cừu thì sẽ về các bạn. Ok anh em đợi tôi tí nha. Kaboom. Không thấy. Yo anh em ơi. Tôi nhìn nhầm. Tôi nhìn nhầm mấy cục này, tôi cứ tưởng nó là Ancient. Nhầm.
Đấy, như anh các bạn thấy này, đây là tổng số giường còn lại của tôi còn 11 cái giường thôi. Cho nổ nốt 11 cái xong người ta về nhá anh em. Ok, rồi thì khi nào mà chúng ta rảnh thì chúng ta sẽ đi tiếp. Thế hoặc là khi nào tôi rảnh thì tôi sẽ tự vào và tôi tìm anh em ạ. Ok. Tôi hiện tại mình có 10 cục cái này, cố gắng tìm thêm một cục nữa được rồi. Lava chảy xuống này. Ghê nhở. Khá ghê. Vừa ấy thì tôi nhìn nhanh thì tôi cũng không có thấy là trong đám này trên trên nó có cục nào không, nên là tôi nghĩ là chắc không có đâu. Đừng có lava nữa nào, nó nào, nào. Tôi không có thuốc kháng lửa anh ạ, nên là ai chà, lava to quá anh ạ, nhiều quá, nhiều nhiều nhiều. Quành lại đi, mình đi đường này đi. Ở đây đây. Tôi thử cho nổ ở trong cái chỗ này mà sao. Chiu. Có không? Mong là thêm được một cục nữa. Ok anh em đợi tôi tí nhá. Tôi cố gắng tìm thêm một cục nữa được. Một cục nữa thì số tròn lắm ấy. Một cục là quá perfect. Cố lên nào, đúng không? Sẽ được các em ạ, sẽ được chắc chắn với anh em luôn, chắc chắn với anh em 100% luôn. Nếu không được chặt cu, không tìm được thêm một cục có chặt cu có. cố lên nào, rồi chặn lại rồi. Có vàng rồi. Đào tạm tí vàng ăn ủi anh em ạ. Biết đâu sau cục vàng cái này là cục Ancient Debris đúng không? À. Biết đâu được đó. Có. Không có anh em ạ. Bad luck, bad luck, bad luck rồi. Giường đang dần cạn. Cố lên nào, phải được một cục nữa chứ. Why is so hard? Chặn 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 ấy rồi. Mình đi được khác đi, đây. Sẽ được, ôi, là ghê quá. Đường này đây. Ok. Sẽ được, em sẽ được, sẽ được, sẽ được, sẽ được, sẽ được. Sẽ được. Có. Không có anh ạ. Không thấy gì rồi. Tôi lên tôi chặn cái lava đó. Ok. Cẩn thận chứ không rơi xuống dưới cái lava thốn. Rơi xuống dưới cái lava ở dưới là thốn lắm anh em ạ. Ok. Đào xung quanh đây nào. Anh có thể thấy là cái cuốc của tôi là cũng cái hỏng khá khá rồi đấy đúng không? Thì nó cũng hỏng, nó cũng sắp hỏng tới một nửa rồi ấy. Hỏng khá nhiều. Rồi. Ô, à, cái đá đen này, thế mà tôi nhìn nhầm, tôi cứ tưởng thì là cái đá gì. Ok. Ê. Còn có 5 cái thôi các bạn, còn có tất cái giường thôi. Làm ơn là ra được một cục đi nào, một cục nữa thôi mà. Không. Một cục nữa thôi mà, làm ơn đi game ơi, tôi xin mày. Tao xin mày game ạ. Cầu xin vị thần may mắn này chúc phúc của tôi game ạ. Chỉ cần được một cục nữa là được mà. Một cục nữa thì là mình đủ 12 cục. Thì là mình vừa đủ để làm được ba đồ luôn, quá ngon. Một cục nữa thôi.
Nhìn xem có không. Theo tôi nhìn nhanh là tôi không có thấy anh ạ. Tôi thấy dưới nó không có rồi. Nào 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 có không có không có không. Lại không thấy rồi. Không biết là có không anh em ạ. Không biết là có không. Khả năng là mình phải về nhà với 10 cục anh ạ. Một số quá lẻ, một số quá lẻ. Hiện nó đi, hiện nó đi, hiện nó đi, hiện nó đi, hiện nó đi. Hidden. Không có à? Không có. Hai cái giường cuối cùng anh em ạ. Hai anh giường cuối cùng, làm ơn cầu phòng. Để từ cho tôi lại đây các bạn. Lại, lại, lại. Ok. Ra đây nào, ra đây nào. Không đùa đâu. Ra đi. Tôi nhìn cục đen đen kia tôi cứ tưởng là cái cục Anson chứ. Không có rồi anh ạ, chúng ta chỉ còn một cái giường cuối cùng, một cái cuối cùng. Một cái cuối cùng. Tìm khó phết anh em ạ, tìm cục cái khó phết. Nhưng mà cũng có thể gọi là dễ hơn tìm kim cương. Cũng có thể gọi là như vậy anh em ạ. Nào. Nào. Nhìn qua qua là thấy không có đây anh em ha. Không có đúng không? Đấy, cái đó có vẻ là cái giường cuối cùng của tôi đây anh em ạ. Tôi đã hết sạch giường rồi. Tôi đã hết sạch giường rồi. Và chúng ta đã gặp một con số cực kỳ lẻ ạ. 11 cái cục Anson cộng thêm một cục ở nhà đấy. Để tôi đào xung quanh đây mà có. Biết đâu đúng không? Biết đâu đang đào lại tự nhiên gặp được đúng không? Biết đâu đúng không? Chung mà trên đời có nhiều điều thần kỳ lắm anh em. Tự dưng gặp được thì biết đâu đúng không? Thử xem được không? Tôi có linh cảm là cái cục đấy thì chỉ ở xung quanh đâu đây thôi nhưng mà không muốn biết đâu. Hết sạch gỗ à, hết sạch cái lông cừu luôn rồi anh ạ, hết sạch lông cừu rồi. Hơi tối đúng không? Cố gắng anh ạ, thử cố gắng cứng đầu đào thêm tí nữa làm sao. Đào cái này nó cũng nhanh mà, bởi vì quốc của tôi là quốc xịn mà. Đào cái này thì nó cũng nhanh lắm. Đó, đào cái như súng máy luôn. Khá là nhanh. Ê, đặt phải nào rồi. Có không? Khá nhiều lava ạ, nguy hiểm. Chà, từ. Kệ đi. Đào cái hướng khác đi. Cứng đầu thêm tí nữa làm sao anh ạ. Đôi khi là mình may mắn tìm được ấy hả? Có không? Có không? Nào. Có không? Chưa thấy các bạn. Ui. Tôi phun đồ lên rồi. Nào. Ui. Chưa thấy. Không thấy. Đào như súng máy nhưng vẫn chưa thấy anh em ạ. Để tôi thử cố gắng thêm một tí nữa làm sao anh ạ. Khi nào mà tôi thấy thì tôi sẽ quay lại với anh em nhá. Mong là thấy. Cứng đầu phải cực kỳ cứng đầu.
Ui anh em ơi, anh Kiếm ơi, anh Kiếm ơi, tôi đào thấy nó này. Tôi đào thấy hai cục luôn này anh em ạ. Thì chúng em lại bị thừa ra một cục. Nhưng không sao anh em ơi. Tôi đào thấy nó này. Rồi ôi anh chào em. Vào túi của anh em nhá. Vào túi của anh nhá. Rồi. Cảm ơn em đã hợp tác. Rồi ôi. Quá ngon này anh em ạ. Được rồi. Như vậy là được rồi anh em ạ. Đi về thôi. Tham vậy là đủ rồi đúng không? Ha ha ha. Ha ha ha. Đi được nào về nhỉ? Đây đây được này, về đây. Đấy. Một đống rơi rơi trên này ghê quá. Quá đẹp anh em ạ, cảnh quá đẹp. Ở đây đây, tôi rất thích cái này chuẩn các anh em ạ. Ok, tôi không hiểu sao mà tôi trông mấy cục này thì nó cứ nhấp nhô trông nó đẹp lắm. Đúng là cái sở thích của tôi lạ thật anh em ạ. Ok, đi về thôi. Bây giờ đi về đường nào? Đi về đường nào anh ơi? Bởi vì là mình đi cũng khá xa rồi đúng không? Thì mình cho nổ một chặng đường cực kỳ dài rồi. Bây giờ chả biết đi về đường nào. Để nó đi bừa làm sao? À, 12 cục, 12 cục. Cái đường chặn lava. Đây, chắc là đường ở đây. Ôi, rồi, quá ngon này các bạn. Mỗi tội là cái cuốc của tôi hỏng hơi nhiều. Thương cái cuốc. Thường cái quốc anh em ạ. Xung quanh cửa cục nào? Chắc không có đâu đúng không? Vì mình đi mình đâu có để bỏ lỡ đâu đúng không? Chắc không đâu chứ. Ok. Ok. Đấy, đây. Hình như đi đường ấy đấy. Có đúng không ta? Ui. Nó có đúng đường không ta? Khá lạc anh em ạ, khá bị lạc. Chỗ này là chỗ nãy mà tôi đào cái ấy này. Tôi đào hai cục ở đây này đúng không? Tôi vẫn nhớ. Xung quanh đây nó phải có đường chứ, vừa nãy là mình đứng ở đây mình đào mà. Oh, wow. Lạ nhỉ? Lạ ta. À đây, đó, biết mà, tôi biết mà. Chỉ nhớ tôi là thần anh em ạ. Hình như là vừa nãy thì chúng mình đi men men qua cái đường ấy sao ấy. Đâu ta, đường đâu ta. Không có à? What? Có chứ. Lạ ta. Thế là tôi đâu không phải à? Đâu ta? Lạ ta. Ơ? Đây à? Không phải. Ơ? Đường đâu anh em ơi? À đây à, đây à, đây. Đây là cái đường sao ấy. Đây là cái đường sao ấy ạ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây chính là cái đường về đây sao ấy. Chọn nó đây. Cái à đúng rồi, tôi tranh thủ đào này tí ạ. Bởi vì tôi cũng đang cần level để chốc có khảm. Mà dù sao mình cũng level 29 rồi, mình lên được level 30 là mình đủ để mình khảm rồi đúng không. Đấy, đào một tí. Trông tự nhiên mà đào được thêm một cục Ancient Debris. Nó trốn ở đằng sau các cục ấy giờ. Chắc là nó không có chuyện đó đâu anh ạ. Ok, lần là 30 rồi đấy. Ngon quá, đi về rồi. Khá là xa đấy. Bây giờ mình phải chạy mình tìm được khá xa ấy. Bởi vì vừa nãy mình cho nổ quá nhiều giường mà, đúng không? Đó. Đây này. Phải không? Không phải à? Đến đây, à đây, ok.
rồi. Wow, từng lửa. Đây rồi, có vẻ là tôi lại tới được 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 đúng chỗ rồi đấy. Mình đi khá sai cơ nhỉ. Ê. Ok. Ôi từ từ từ. Ok. Ồ, có anh lợn này. Chào anh làm gì ở đây? Anh vào anh xem em ấy à? Anh vào anh xem đào à? Hóng hớt phết anh em ạ. Đúng cái bọn lợn này hóng hớt quá hóng hớt. Đó. Ê thôi, chúng ta đã đạt được chiến tích rồi. Chúng ta đã đạt được thứ mà chúng ta cần rồi anh em ạ. Quá tuyệt vời. À đây rồi, rồi. Anh chào em Rương. Tôi đi bên này là tôi kiếm được gần như chả có cục nào, tôi kiếm được có một cục. Nhưng mà tôi đi bên này tôi kiếm được tận tận 12 cục ấy các bạn. Đúng là khác biệt anh em ạ. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ vứt mấy cục này ra, nhiều quá, quá nhiều. Nhờ mình cũng cầm về một chút anh ạ, sau này là biết đâu là nó có ích ấy đúng không? Cứ cầm về đi. Cầm hết cả đống này về luôn, ok. Đi đi lên thôi anh ạ, đi, đi, đi về đây, về đây, về đây, về đây. Sao ấy, sao ấy? Đi trong ngoài thì nó cứ hơi bị giật cục sao ấy các bạn. Đấy. Ôi, thôi, không đùa với anh đâu, anh đừng có nhòn với em. Boom. Hai phát đi bụi ngay. Em chào anh. Anh hóng hớt thế nhỉ, vừa nãy là anh xuống anh nhìn tôi ấy xong giờ thì anh đi lên rồi, rồi anh nhìn xem tôi đi đâu chứ hả? Canh tôi à? Đây rồi, cái đường mà tôi đi lên này này đó. Tôi đào đường trong núi để tôi đi lên đấy hả? Thông minh không em? Đó. Cây. Chào các em cây. Các em xanh ròn phết, sao mà hôm nay thì các em xanh thế? Hôm nay chắc là các em đang vui anh em ạ, xanh quá. Đi lên nào. Yeah. Hôm mấy cái mà hôm. Hôm. Hôm rồi, đang mưa luôn à. Chắc là ông trời cảm động vì ông thấy tôi. Ôi. Thằng nào đấy? Nói. Ái chà. Thằng này là một, đây là một trong những loại vũ khí cực kỳ bá đạo của ấy anh em nhé. Đây là cái đinh ba anh em ạ. Cái đinh ba này nó là một trong những cái vũ khí cực kỳ bá đạo luôn ấy. Nó có rơi ra cái đinh ba không? Không rơi ra à? Ôi trời ơi. Anh em thấy cái đinh ba đấy nó còn đang lấp lánh không? Quá là ngầu anh em ạ. Đây là lần đầu tiên mà tôi gặp một thằng drow mà nó cầm cái đinh ba nó lấp lánh vậy đấy. Quá đẹp anh em ạ, quá ngầu. Từ từ tôi vào tôi hỏi thăm anh dân đã anh. Hỏi thăm anh dân đã anh ạ. Ủa ôi, nó găm cái đinh ba vào đây luôn đấy. Thì anh em nhìn thấy này đẹp lắm. Cái này là nó có thể là cái vũ khí của mình nhá. Là mình đi đập là mình đi giết những cái đứa drow mà nó có cái đinh ba ấy. Là nó sẽ có một cái tỷ lệ khá là nhỏ dưới 10% anh ạ. Hình như có 5% thôi, có 3% thôi, ít lắm. Là nó sẽ rơi ra cái đinh ba ít ít kinh khủng luôn ấy. Chào anh. Anh có nhìn thấy em đang cầm cái gì không anh? Anh. Đây. Anh thấy cái gì đâu? Anh. Anh quay mặt anh nhìn này anh. Anh gốt, anh không phải quan tâm luôn đấy các bạn. Xử không anh em? Xử không? Đùa thôi, ai đi cục xúc thế đúng không anh em? Công nhận là đúng là hardcore anh em ạ. Bởi vì hồi trước là tôi đã từng chơi trong, hồi xưa ấy là tôi từng chơi trong normal rồi. Thì là bọn cầm đinh ba ấy, bọn drow cầm đinh ba ấy, chúng có nắm chậm lắm. Nhưng mà không ngờ là bây giờ chúng có nắm nhanh như vậy anh em ạ. À đó, bây giờ có vẻ là tôi sẽ cần có một cái rương để gọi là để đồ địa ngục anh em ạ. Vậy nên là tôi sẽ, đây, đây cái thùng bên trên này nó sẽ thùng để đồ địa ngục. Đặt cục vào đấy đó, tôi đã để hết tất cả những đồ địa ngục vào trong đấy. Ok, à, tôi sẽ dọn đồ một chút,
Tay em xem cùng cho vui. Rồi. Gravel à? Gravel nó không phải đồ địa ngục đâu. Gravel là cái ấy đấy. Vàng ở đây. Tôi grab vàng cho anh em này. Gold. Nhầm. Ở đây, đây. Đó. Grab vàng xong. Grab block vàng. Thêm 2 block. Cất đi đấy. Rất là nhiều vàng luôn anh em ạ. Đấy. Essence debris. Ok. Nung thôi. Đúng thôi. Đấy. Than đâu, được than đây. À không, tôi không cần than anh ạ. Bởi vì trước là tôi đây này. Trước là tôi đã có cái rong biển khô. Trước cái lúc mà tôi đợi cứu lớn ấy. Đó, tôi đã lấy cái rong biển khô. Và tôi đang nung giỏ này. Một cái và hai cái đi bụi. Rồi ôi, rìu thần à. Ok đó, tôi đã lấy được rồi, tôi chỉ lấy 9 cái thôi. 9 cái là đủ để tôi grab một cái block của rong biển khô rồi mà. Ok. Grab cái nào. Yeah, ok. Trông như cái bánh trưng anh em ở đây này. Anh em nhìn thấy trông nó giống cái bánh trưng không? Khá giống anh em nhỉ. Nung. Đó. Netherite scrap đó, mảnh vỡ Netherite đấy. Đó. Cục quay thẻ, cục khoáng. Bây tôi cần làm cái smithing table anh em ạ. Cái smithing này thì nó mới giúp cho mình ấy được mà. Nó mới giúp cho mình làm được cái đồ netherite. Đó. Ok. Bây giờ tôi để đâu ta? Tôi cất cái đấy ra này. Gỗ anh ạ. Gỗ này là gỗ trong địa ngục nha. Chúng ta để vào crumb cho địa ngục luôn. Được rồi, để vậy thì để tôi dùng cái gỗ này tôi làm cái phù hiệu để cho đẹp đúng không? Đó. Đẹp hơn đúng không? Yeah. Ok. Gunpowder à? Thuốc súng, cất đi. Đó, mình đi nhưng mình vẫn còn lại khá nhiều gỗ đúng không? Còn khá nhiều gỗ. Đồ ăn của tôi cũng còn khá là nhiều. À. Smithing table ấy bây giờ thì tôi để đâu anh em nhỉ? Bao nhiêu, sao không khí. Tôi tìm chỗ rồi, tôi để cái smithing table này. Hay tôi vào làng có để đi. À kia rồi, anh dân của tôi kia rồi. Thế mà trong một khoảng khắc, đây này, tôi đứng ở đây thế tôi không nhìn thấy cái anh dân tôi đâu rồi. Thế tôi cứ tưởng là anh dân thì anh bị chết rồi, may quá anh ạ. Đi ngủ cái đã. À thì là cái smithing table này là nó có thể làm một hộp nghề cho một đứa dân anh em nhá. Vậy nên là tôi sẽ mang vào trong làng tôi để anh em ạ. Đó, nhưng mà trước tiên là tôi phải ấy đã. Tiên là tôi lấy mấy cái cục cái đã, tôi đợi mấy cục cái nung xong rồi tôi lấy nó ra tôi mang vào trong làng tôi khảm luôn. Chúng ta khảm được 3 đồ đấy. Chúng ta từ đây tôi còn một cục nữa đây à, tôi lôi ra tôi cho vào luôn. Đấy, nốt đi, nung nốt đi. Đó. Chúng ta khảm được 3 đồ anh em ạ, thì chúng ta khảm đồ gì nhỉ? Đầu tiên tôi giờ muốn có thanh kiếm đấy anh ạ, khảm thanh kiếm chưa anh em ạ? Thanh kiếm này xong đến giáp à? Thế là khảm trước cái giáp của mình nhỉ? Kiếm thì cứ để kiếm kim cương đi nhỉ? Thì anh em thấy sao? Tôi mà livestream thì tôi hỏi ý kiến được anh em ấy nhỉ? không được livestream, không được hỏi ý kiến anh em buồn quá. Ok. Đây có 51 cục vàng này, để tôi làm cái số block vàng luôn. Go. Ôi giời, nhiều block vàng nhỉ. 13 cục luôn, nhiều thật. Được rồi đó, có 13 cái rồi. Từ. Tôi chạy rồi tôi làm block làm gì. Xong đó bây giờ tôi phải ấy ra. Ok. Chúng ta sẽ làm được cái nether. Đây rồi, netherite ingot. Mình làm được 3 cục anh ạ. Làm 3 cục thì mình khảm vào 3 đồ đấy. Đó. Đấy, cái netherite scrap này là khoáng các bạn, nhưng mà khoáng gọi là khoáng cực mạnh nên là phải để ở địa ngục. Ok. Nó nung hết luôn rồi à? Ok. Tôi đang tính nung nốt cái cục bạc á. Ok, bây giờ chúng ta khảm 3 đồ gì các bạn?
Đi là khảm ba đồ gì nhờ? Khó nghĩ quá. Thế là khảm cái rìu đi. Tôi có cái rìu tôi bổ cho nó khỏe, tôi nhảy lên tôi bổ phát vào đầu của nó. Đấy, cái ruộng lúa của tôi quá đẹp anh em nhỉ. Đâu, ok, đầu tiên là mình cứ tìm một cái thằng mà nó chưa có nghề đã, rồi thì cho nó làm nghề đã. À, một anh dân làng tốt số, anh nào ta? Đây là thằng Nitwit, thì thằng Nitwit này nó chả làm gì đâu. Nó, thằng đấy là thằng mà nó lười biếng cái khổ anh ạ, nó không làm một cái gì hết. Đây này, tôi nhớ là cái nhà này là anh chưa có nghề này. À đâu, cái này là anh Long mà, em chào anh. Anh có khỏe không anh Long? À. Anh này có nghề chưa? Anh này là làm nghề lông này, lông cừu. Tối ngày chỉ sờ lông. Đây, anh chưa có nghề này. Thế anh đứng lui vào thì cho em đặt cái hộp nghề nào anh. Đó. Đấy. Đấy. Anh này là cái smithing table, là làm về cái nghề dụng cụ anh em nhá. Thì nếu mà mình mà cứ chết đồ với anh này này, thì sau này là anh sẽ chết cho mình toàn sẻng kim cương, rìu kim cương và cúc kim cương ấy. Ngon phết. Để khi nào tôi rảnh thì tôi sẽ làm. Chứ mà nói chung là mình chết đồ với ông dân làng lâu lắm. Đó. Bây giờ mình khảm đồ gì anh em? Để tôi xem thử từng đồ một. Nhòm nhòm, sao có Reaper hôm nay ngậm sợ lắm. Có bò thôi, có Reaper không phải không? Thuổi tôi vào với anh đi, cho an toàn anh ạ, sợ lắm. Đấy, tôi vào với anh đi. Tôi đứng trong này, tôi làm cho nó an toàn. Đấy, an toàn, đấy, mình đứng cái này mình thoải mái mà lựa chọn đúng không? Ok. Quần trước, cái gì ấy? Đấy. Anh em nhìn kìa, cộng 1 knockback resistance kìa, cộng 6 armor, cộng 6 armor, cộng 2 toughness, cộng 3 armor toughness. Ok, chung là cũng được, cái này đi em nào. 8 armor à? 3 cộng 1, ô, thế nó vậy thì nó cũng giống nhau nhỉ? Này đi. 3 armor toughness, ok. Knockback resistance, đây cái này đi. Hai thì anh em nhìn này, thì cái thanh kiếm, thanh kiếm của mình găng từ 7 dam thì tăng lên thành 8 dam anh em ạ. Còn rìu của mình thì sao? Ủa ôi rìu đẹp nhờ. Rìu, ôi rìu. Rìu từ 9 đam tăng thành 10 đam anh em ạ. Càng. Cung được không? Quốc được không? 5 đam tăng thành 6 đam à? Ok. Kiếm là được tăng thêm một chút đam. Thế nhưng mà rìu đẹp quá anh em ạ. Hay là mình ấy rìu nhờ. Thế là mình làm vào rìu nhờ. Rìu này thì đập khỏe lắm nhờ. Netherite X. Được rồi, đầu tiên là cứ phải làm cái này trước anh em ạ. Làm cái áo trước đi. Nhưng mà sau này mình có cánh thì sao ta? Khó nghĩ nhờ. Nhưng mà mình làm cái quần là tôi thấy hợp lý này. Khó nghĩ này các bạn, đúng rồi, khó cân nhắc này các bạn. Ok, làm áo đi. Đấy, ui dồi ôi, đẹp không anh em ơi, ngầu không? Đó, là quả áo rồi. Thôi rồi, thì hơi khó cân nhắc đúng không? Thì tôi làm hết vào cả ba cái giáp luôn này. Tôi làm hết vào cả ba cái giáp luôn anh ạ. Ok, làm luôn, đỡ phải cân nhắc anh em ơi. Suy nghĩ nhiều mệt lắm. Đấy, ui dồi ôi. Ngầu chưa? Fire protection, ok. Bây giờ ấy, tôi đang có đủ level 30 đúng không? Nhóm sẽ có anh nào không đấy? Không, không có anh creeper nào anh ạ. Ok, tôi đang có đủ level 30 rồi đúng không? Bây giờ tôi sẽ đi khảm đồ luôn. Khảm một trong ba cái đồ mà mình vừa ấy xong. Khảm đồ gì anh em nhỉ? Anh em thích đồ gì? Pew. Ok. Tôi xem nào, tôi sẽ... Đây, tôi nghĩ là tôi sẽ loại khảm cái này trước này. Tơ tổ có... Ok. Chào hai em. Hai em tối ngày cứ nằm ở thuyền lười biếng anh em ạ. Không chịu đi làm cái gì hết. Đây, thì nếu mình đưa vào luôn ấy thì không được anh em ạ. Bởi vì là mình phải loại khảm của nó trước. Mà cái loại khảm của tôi thì lại ở nhà của
của dân làng. Mà từ từ á, tôi cũng cần có cái ngọc lưu ly đây rồi. Ok, đây loại khảo mày đã. Rồi tôi cho anh em xem cái giáp bình thường mà nó không lấp lánh như là tránh đây kìa, tránh ngay để cho em ấn vào. Từ từ nhìn xung quanh đây anh ạ, có con nào không? Không có con Reaper nào hết anh ạ. Ok, tránh ra anh ấy, em muốn lấy cái Grand của anh thôi. Ok, Grand Stone đấy, đây là cái giáp Netherite bình thường em nhá. Đây đấy, thì anh em thấy, anh có thể thấy là nó khá là đen, nhưng mà sau khi có khảm vào thiếu tím đúng không, đấy thì anh thấy không, khá là đen đúng không? Ok, đi khảm cho nó một cái khảm mới anh ạ. Nào, cầu mong là khảm cái đó ngon ngon, kiểu như kiểu là unbreaking ấy, thế là mending ha. Đùa anh em thôi chứ mà mình khảm cái này thì nó không có mending đâu. Cái mending, sách mending ấy là một trong các sách hiếm, nên là mình chỉ có thể lấy được bằng cách là mình đi loot dạo ấy, như kiểu là đi mấy cái kim tự tháp ấy, hoặc là đền trong jungle ấy đó, hoặc là mình đi chết đồ với các dân làng đó. Chung là hiếm lắm nên là mình sẽ không có trong này đâu. Blast Protection à? Blast Protection 4 à? Cái này là bảo vệ khỏi vụ nổ anh em ạ. Bảo vệ khỏi vụ nổ thì chắc là cũng có lấy một cái để nhỉ, biết đâu Creeper nổ mình khỏe đúng không? Có nên không? Khó nghĩ nhỉ. Thôi anh em ạ, từ từ anh em ạ. Ok các em nhá, thì bây giờ chắc là tôi sẽ phải đi farm một tí để tôi lên được level đã, sau đó thì tôi mới khảm đồ. Ok các em nhá. Anh em đợi tôi một tí phút, tôi farm xong rồi tôi sẽ ấy cho anh em nhá. Ok anh em ạ, tôi mới vào trong địa ngục, tôi đi đào một đống ấy rồi đấy. Tôi đào một đống cái khoáng màu trắng đó, tôi lại lên level 30 rồi anh em ạ. Đấy, sau một hồi thì anh em biết là hiện tại thì cái bản phù phép nó đang offer cho mình cái khảm nào không? Khảm này là khảm mà tôi thích nhất trong những cái bộ giáp luôn anh em ạ, khảm tôi thích nhất. Khảm Protection 4 anh em ạ, là Protection nhiều mắc luôn đấy. Thì là cái Blast Protection vừa nãy ấy, là nó chỉ bảo vệ cho mình khỏi vụ nổ thôi nhá. Nhưng mà cái Protection ấy là nó bảo vệ cho mình khỏi tất cả các loại luôn nhá. Là cả vụ nổ và cả bị bắn cung và cả bị lửa, nói chung là cái gì nó cũng tăng cái bảo vệ cho mình lên ấy. Đây này ngon lắm nè, cho khảm cho anh em. Protection 4. Úi giời ơi, cầu trời cầu Phật là nó ra 4 khảm thôi hoặc là ra 5 khảm đi anh em ạ. Protection 4, Unbreaking 3, Unbreaking 3 luôn đấy anh em ạ. Thon 2 kìa, ngon chưa kìa. Thon này là gai em nhá. Cái thon này thì nó là cái khảm gai anh em ạ. Đó là trên người mình là bây giờ là sẽ có gai. Đứa nào mà nó đánh mình ấy là nó sẽ bị phản đam lại một phần anh em ạ. Đó chính là cái khảm thon. Thì anh em nhìn thấy cái khảm thon không? Đó. Cái khảm thon đó nó cũng là một trong những cái khảm hiếm nhá. Đó. Nên là anh em không thể what? Tôi có được nó nhờ bằng cách là tôi khảm ở cái này à? Chung cũng thú vị nhỉ. Ok, thì cứ mỗi lần mà chúng ta khảm đồ ở đây thì nó sẽ tự cho chúng ta thêm một vài cái extra, thì nó cho chúng ta thêm cái extra là cái thons đó, chứ mà nó không có một cái nào đó mà kiểu là tự nhiên thì nó hiện ở đây là thons đâu anh em, bởi vì là mình khảm bằng thú phép thì nó sẽ không cho mình khảm trực tiếp cái thons vào đó, kiểu bởi vì là nó khảm hiếm mà. Ok, từ từ anh ạ, đổi tên là gì nhỉ? Đổi tên là gì nhỉ? Đây anh em ạ. Đây là từ từ. Just Blade. Đây là dịch là áo của ma anh em ạ. Đây là
Đây dịch là áo của ma, Ghost Chest Plate. Áo của ma, ấy chà. Áo của quỷ anh em ạ, áo của quỷ. Sửa đi, sửa đi, sửa đi. Ghost thì quỷ thì hơi ấy. Đấy, dùng từ Demon này tiếng mẹ quỷ anh em ạ, Demon's Chest Plate. À, áo của quỷ anh em nhá. Đấy. Đi trộm nón của rùa thần. Đi trộm áo của quỷ về anh em ạ. Đấy. Đấy, xong tôi sẽ đi loại khảm hai cái này nữa và tôi sẽ lại ép hai cái này đấy. Thì để buổi sau anh em nhá. Thì buổi sau tôi sẽ loại khảm hai cái này và tôi lại ép và tôi lại phù phép cả hai cái này nữa. Okay. Ok anh em nhá. Thì hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Mày tới đây thôi. Bây giờ chúng ta đã có một bộ giáp cũng gọi là có thể gọi là khá là bá đạo rồi đấy anh em ạ. Này là không còn sợ creeper đâu, đúng không? Ok anh em. Hẹn gặp lại anh em ở buổi sau nhá. Vì sao tôi lại cho thịt zombie ở đây ta? Ok. Yêu anh em rất là nhiều. Bye bye anh em.